Xin chào tất cả mọi người, hôm nay thì mình sẽ cùng với mọi người vẽ thêm một đám mây trên bóng tay nhé. Đây là mảnh giả của mình. Bây giờ mình sẽ gắn nó vào. Do hình đám mây này mình sẽ sử dụng màu xanh là cái ác nhầm màu xanh da trời. Đây, lúc nãy mình vừa nói bị nhầm. Tại vì cái mỏng nó hơi nhỏ nên mọi người có thể tưởng tượng là đấy là một đám mây nhé. Mình sẽ cần để ra nhận đường dọn vân cho cái đám mây nó bay. Là mọi người có thể tham khảo những video trước của mình có làm thành lá dưa hấu, quả dấu hay là bóng ngó đơn giản như thế này. Ngoài ra thì mình có làm video về những bộ mỏng khác nhau của mình là về màu tổng màu. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình và